Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Chúc tất cả anh em mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hôm nay là một buổi sáng 10 giờ sáng là mọi người vẫn không có nắng. Nói chung là cái thời tiết Gia Lai cái mùa này á, nó nắng mưa nó thất thường á, thành ra cái video mình quay ra cái ánh sáng nè, cái màu nè, mọi thứ nó không được đẹp nha mọi người. Thì ngày hôm nay có một nhân vật mới mọi người. Đây là một chú chó phóc. Đó mọi người, mấy con chim nó thấy con chó này nó sợ, nó không dám lại ăn mọi người. Đặc biệt là chè lửa này, nó kêu kêu mà nó không dám lại mọi người. Thì ngày hôm nay mình làm một cái video sẽ ngắn nha, gọn nha. Với lại là mình không có chuyển cảnh quay nha. Cái video này là mình muốn nhượng lại chiến binh cà khịa. Đó, thì trước khi mình nhượng lại á, thì mình nói chuyện với anh em mọi người xíu nha, để anh em mọi người hiểu nha. Thì cái kênh YouTube Quốc Cà Tưng của mình á, cũng được khoảng 7 tháng rồi mọi người, 6 tháng, 7 tháng rồi. Thì trong cái thời gian 6, 7 tháng á, mình cũng có gặp khá là nhiều khó khăn. Thì có rất là nhiều anh em giúp mình luôn, rất là nhiều anh em giúp mình. Ồ, nãy giờ mình giới thiệu con chó này chưa ta? Con chó này là của một bạn ở Bình Định gửi tặng cho mình mọi người. Đây nè. Đó, bạn đó có chi của mình 5 con chào màu bổi. Chi của mình 5 con chào màu bổi liên tiếp. Xong rồi tặng cho mình một con chó phóc nữa. Đó, nè mọi người. Thì mình nói cái lý do mà mình muốn chi con cà khịa nha. Thì cách đây khoảng 7 tháng trước là mình bắt đầu mình làm cái kênh Quốc Hà Tân. Thì trong cái thời gian mình làm á, mình cũng gặp khá là nhiều khó khăn mọi người. Gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Nhưng mà cứ mỗi lần khó khăn á, thì có một anh em giúp đỡ mình. Nói chung là cái lúc mình đang gian nan khó khăn á, tự nhiên có một người ở đâu á, nhảy ra giúp đỡ mình. Thì rất là nhiều anh em giúp đỡ mình luôn. Thì mình cũng nói thật là có hai bạn giúp đỡ mình, gọi là không điều kiện, giúp đỡ mình không điều kiện. Có một bạn đầu tiên á, thì nói chung là rất là nhiều người giúp nha, nhưng mà mình hôm nay mình kể hai bạn thôi, còn chứ anh em giúp mình thì nhiều lắm, nhưng mà mình kể hai bạn thôi. Thì có một bạn á, giúp mình là cái thời điểm đó là lúc mình bị quay á, bị ngã bể cái điện thoại, không có điện thoại quay, thì một bạn đã giúp cho mình 5 triệu cho mình mượn, gọi là không thời hạn trả, nói chung là hồi nào có trả. Đó, một bạn. Và một bạn nữa giúp cho mình 5 triệu nữa là để mà mình có vốn mình mua chim bổi và mình chia cho anh em mọi người. Nhưng mà mình mua chim bổi và mình chia tới chia lui hoài, nhưng mà sao nó vẫn không có lời ra tiền. Đó, nói chung là mỗi một con chim mình lời ra thì mình chi tiêu hàng ngày nữa, nó không có lời ra tiền được mọi người. Cho nên tính tới bữa nay cũng khoảng 3 tháng rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có 10 triệu để mà trả cho hai cái bạn đó. Đó, tức là mình suy nghĩ vậy nè mọi người. Mình muốn nhượng lại con cà khịa, mình muốn bán đi á, mình cũng rất là tiếc luôn. Tại vì cái con cà khịa nó đã lấy cho mình 9 cái giải liên tiếp rồi. 9 cái giải rồi mọi người. Nó thi được 9 cái giải. Thì mình nghĩ vậy nè mọi người. Tìm một cái con chim hay á, nó rất là khó. Nó khó nhưng mà mình mất đi, mình tìm lại nó vẫn có mọi người. Vẫn có, sau này một ngày nào đó mình sẽ tìm lại được một con nó hay giống như con cà khịa. Còn mà những người bạn người ta yêu quý mình, người ta giúp mình vô điều kiện, rất là khó tìm, gần như là không tìm được. Cho nên là mình nghĩ là bây giờ mình chia cái con cà khịa đi, để mà mình lấy tiền mình gửi cho, trả nợ cho hai bạn đó, và nó còn dư ra một ít tiền thì mình để mình đầu tư, mình trang trải cái cặp chim bạch. Còn chim nhà mình thì hiện tại cũng rất là nhiều, cũng coi như 5 con, 7 con thì mình nuôi. Nó cũng có con, nó đang thay lông rồi, nó sắp xong lông, nó rất là nhiều con. Cho nên thì cái con chim hay từ từ mình sẽ có lại. Còn những người bạn người ta giúp mình mà bây giờ mình thiếu hoài, không biết cái ngày tháng nào mà trả thì nó rất là kỳ. Rất là kỳ, mình sợ là nó vì cái cái con này, nó vì cái đó nó làm mất đi người bạn thì mình không muốn. Nói chung là mình mất đi con chim mình có thể tìm lại được, nhưng mà mất đi những người bạn, những người yêu quý mình rất là khó tìm mọi người. Thành ra là mình muốn nhượng lại con cà khịa. Nhưng mà anh em nào mà biết chơi chim nha, chứ những anh em mà không biết chơi chim á,
rồi nhượng lại con gà khỉ của mình rồi về chăm không được hay là này thế nọ thì nó cũng sẽ rất là phiền mọi người. Đó cho nên là ngày hôm nay mình muốn chia lại cái con gà khỉ cho anh em mọi người. Anh em nào mà thật sự quan tâm thì có thể liên hệ mình. Số điện thoại của mình để ở dưới phần bình luận. Số điện thoại mình để ở dưới phần bình luận. Với lại là mình cũng có chia sẻ một tí xíu nha. Mình chia sẻ để anh em mọi người hiểu nha. Chứ không phải là mình muốn ra giá hay là này kia nọ đâu. Nhưng mà cái con cà khịa của mình á, lúc nó lấy được ba cái giải á, thì có một bạn ở chỗ mình đây nè, trả mình 15 triệu thì mình không bán. Xong nó lấy thêm được cái thứ tư thì có một cái anh kia trả mình 20 triệu mình cũng không bán. Nhưng mà tính tới thời điểm bữa nay thì nó đã được 9 cái giải rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ bán bao nhiêu thì mình thật sự mình cũng không biết bán bao nhiêu. Mình chỉ biết là hiện tại bây giờ mình nợ 10 triệu của hai bạn đã giúp mình khá là lâu rồi mà mình vẫn không có tiền trả. Mình rất là ngại cái điều đó. Và hiện tại thì anh em mọi người cũng biết là mình cũng đang cần tiền để mà đầu tư cặp chim bạch, chim chà màng bạch để mà nuôi sinh sản rồi quay video. Rồi mình nuôi sinh sản thành công thì mình lúc đó mình sẽ chia sẻ cái cách nuôi chim sinh sản đến với anh em mọi người. Đó, cho nên là mình muốn nhượng cái con cà khịa. Một cái con chim hay mình nghĩ là rất là khó tìm. Nhưng mà một cái người bạn tốt thì nó khó tìm hơn. Đó, mình nghĩ là như vậy. Còn cái phần giá cả cái con chim và cái cách thức chăm con cà khịa vô lửa như thế nào thì những anh em nào mà quan tâm có thể liên hệ với mình. Rồi tiền bạc có thể là giá cả có thể là thỏa thuận. Gọi điện thoại nói chuyện thỏa thuận. Rồi cái cách thức chăm như thế nào thì mình cũng sẽ chia sẻ lại cho anh em đó. Đó, nói chung là thôi. Nói chung cái video này thôi mình làm tới đây thôi nha mọi người. Rồi hẹn gặp lại anh em mọi người cái video ngày mai đi. Ngày hôm nay ngắn gọn vậy thôi. Bye bye mọi người. Anh em nào quan tâm thì mình có để số điện thoại ở dưới phần bình luận nha. Bye bye mọi người. Mình đi ra đây. Dễ thương mọi người.